Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ thành phố đi Hưng Hà qua cầu Tịnh Xuyên. Hơn 19.000 thí sinh trung học phổ thông của tỉnh Thái Bình được phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi. Ám ảnh nhà vệ sinh bệnh viện. Nhưng mà nằm ở bệnh viện lại tiếp xúc với cái môi trường ấy thì bệnh nhân có thể càng ngày càng tăng bệnh. Đoàn Văn Hậu, cơ hội trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, đoạn từ thành phố Thái Bình đến đường DH09. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng có mật độ tham gia giao thông rất đông đúc từ huyện Hưng Hà, Vũ Thư đi thành phố Thái Bình và các khu công nghiệp. Việc triển khai xây dựng tuyến đường sẽ kết nối các huyện, thành phố và các tuyến quốc lộ, phát huy hiệu quả mạng lưới giao thông, thúc đẩy giao thương giữa các địa phương trong tỉnh. Gói thầu xây lắp công trình đoạn từ thành phố đến đường DH09 dài 7,4 km đi qua 3 xã, phường thuộc thành phố Thái Bình và 4 xã thuộc huyện Vũ Thư. Trên tuyến này sẽ xây dựng đồng bộ các công trình gồm cầu, cống thoát nước ngang đường, rãnh thoát nước dọc đường, vỉa hè hai bên tuyến, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến. Hiện nay đã giải phóng mặt bằng được 3,6 hectare. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng và hồ sơ, tài liệu cho các đơn vị để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đoạn qua đất nông nghiệp, hành lang an toàn đường bộ, xã Minh Lãng và Song Lãng đã đủ điều kiện để thi công. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình phải đẩy nhanh tiến độ trích đo, trích lục địa chính, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thực hiện giải phóng mặt bằng trong tháng 7 năm 2019. Đối với đơn vị nhà thầu, phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công khi đã được bàn giao mặt bằng. Riêng các công trình như cầu, kè phải hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Sáng nay, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, cụm thi đua 9 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng. Phát biểu chào mừng, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả phong trào thi đua trong cụm thi đua, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương, gợi mở, nêu bật những thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho công nhân viên chức lao động, thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt, phấn đấu có nhiều công trình, đề tài, sáng kiến, giải pháp được áp dụng mang lại giá trị kinh tế cao, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Nhờ có môi trường thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục ổn định và đạt mức tăng 18,7% so với cùng kỳ. Đến nay, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có 146 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bình quân vốn đầu tư đăng ký đạt trên 160 tỷ đồng một dự án. Giá trị sản xuất 6 tháng năm 2019 của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt hơn 12.100 tỷ đồng. Sau khi khu kinh tế Thái Bình chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép triển khai các dự án đầu tư mới, dự kiến đến năm 2020, doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp sẽ đóng góp khoảng 60% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh Thái Bình, sau đó tăng dần lên 70% vào những năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng chủ động đẩy mạnh các giải pháp sản xuất kinh doanh ngay trong 6 tháng đầu năm 2019. Tại nhà máy sản xuất amon nitrat, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy đạt mức tăng trưởng khá với sản phẩm nitrat amoni tăng 46,7% so với năm 2018. Với mức tăng này, nitrat amoni trở thành một trong những sản phẩm công nghiệp có mức tăng cao nhất tại Thái Bình. Nhằm ổn định và nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, Tổng công ty Hóa chất Mỏ đã và đang phối hợp với các nhà máy sản xuất vật liệu nổ công nghiệp quân đội tiêu thụ tối đa sản lượng nitrat amoni, đồng thời xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu sang Australia, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Philippines. Phối hợp với một số nhà sản xuất phân bón trong nước, thúc đẩy nghiên cứu phát triển thêm các dòng phân bón mới có sử dụng thành phần nitrat amoni như phân bón NPK, phân bón lỏng, phân bón đạm hai lá. Ngoài ra sẽ tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống sang chiết axit nitric là sản phẩm trung gian của nhà máy để thuận tiện cho việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri huyện Vũ Thư. Tại điểm xã Hòa Bình có đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhất là về giống, vốn, kinh phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống mương máng, đường nội đồng, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi, giữ vững và nâng cấp các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới thực chất bền vững, có giải pháp để hạn chế các tệ nạn xã hội, đặc biệt trừng trị nghiêm minh những hành vi xâm hại tới trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giải trình làm rõ một số vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét giải quyết và trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Hoạt động của các luật sư Thái Bình đã đóng góp tích cực cho hoạt động cải cách tư pháp cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây là kết quả hoạt động được đánh giá trong Đại hội Đoàn luật sư Thái Bình nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức vào sáng nay. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao hoạt động của Đoàn luật sư Thái Bình đã giúp cho tỉnh giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp như vụ phá lò vôi Cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ, vụ đòi đất dự án Hoa Hồng, huyện Hưng Hà và dự án lò gạch của xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà. Đặc biệt, các luật sư cùng với Ban giải phóng mặt bằng đường 39A, khu vực thị trấn Hưng Hà giải thích cho người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, giúp công tác giải phóng mặt bằng có kết quả như mong muốn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đoàn luật sư cần nâng cao tính chuyên nghiệp, sự đoàn kết giữa đoàn và các luật sư để chất lượng tố tụng của luật sư đáp ứng theo tinh thần cải cách tư pháp. Tiếp tục bản tin với những tin tức quan trọng về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tại Thái Bình. Trong chiều nay, cùng với gần 900.000 học sinh trong cả nước, hơn 19.000 thí sinh của tỉnh Thái Bình có mặt tại các hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 để nghe phổ biến quy chế, làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót thông tin. Năm nay, toàn tỉnh Thái Bình có 34 điểm thi với hơn 800 phòng thi. Đây là năm thứ 3 liên tiếp các thí sinh được thi ngay tại địa phương, nên tình trạng phụ huynh đưa đón con ngồi đợi quanh khu vực cổng trường đã không còn phổ biến. Thay vào đó, các thí sinh sẽ tự đến trường, giúp giảm thiểu được tình trạng đông đúc, tắc đường trước trường thi. Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều nay, thí sinh nghe phổ biến quy chế, chỉnh sửa sai sót thông tin nếu có. Các thí sinh lưu ý phải mang theo thẻ dự thi, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu khi vào phòng thi. Sáng mai, các thí sinh dự thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, chiều thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Sáng nay, tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức lễ ra quân tiếp sức mùa thi năm 2019 với mục tiêu tất cả các thí sinh và người nhà thí sinh đều được hỗ trợ, đặc biệt là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh đi lại khó khăn. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, 34 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.150 tình nguyện viên và 60 đội hình đảm bảo an toàn giao thông sẽ tham gia tiếp sức hỗ trợ các em thí sinh và người nhà thí sinh tại tất cả các điểm thi và 25 điểm chốt an toàn giao thông tại các ngã ba, ngã tư trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã thành lập 6 đội hình tình nguyện viên cấp tỉnh gồm đội hình xe đưa đón thí sinh, đội hình phản ứng nhanh, đội hình đón tiếp và hỗ trợ thí sinh, đội hình đảm bảo an toàn giao thông, đội hình điều phối và tư vấn thông tin, đội hình tình nguyện vì môi trường. Thưa quý vị và các bạn, việc tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện năm nay thì đều phải đảm bảo các tiêu chí tiết kiệm, thiết thực,
an toàn và đạt hiệu quả cao, để tất cả thí sinh và người nhà thí sinh đều được hỗ trợ, đặc biệt là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng phát biểu rằng nhà vệ sinh bệnh viện bẩn, tức là giám đốc bệnh viện bẩn, trưởng khoa bẩn. Thế nhưng tại Thái Bình hiện nay, tình trạng nhà vệ sinh bệnh viện gây ám ảnh với người dân vẫn còn tồn tại. Nhà vệ sinh bốc mùi nồng nặc, xuống cấp, cửa hỏng, nền nhà thì đọng nước có bẩn, thiếu giấy vệ sinh. Đó là thực trạng tại không ít bệnh viện hiện nay. Chúng tôi thấy các cái công trình vệ sinh của nhà vệ sinh của các cái bệnh viện ấy, thực sự ra mà nói là chưa đảm bảo. Là nhiều khi là chưa có cái hệ thống nước để rửa tay, rồi thì giấy vệ sinh là còn vứt ra chưa bừa bãi và thấy mùi, nhiều cái mùi nó không đảm bảo vệ sinh môi trường. Qua cái việc đi khám bệnh cũng như là thăm người nhà thì chúng tôi thấy là hầu như là các cái bệnh viện là cái nhà vệ sinh là bẩn, hay là nó chưa được thường xuyên kiểm tra giám sát và có cái nhắc nhở cũng như là có cái tiêu chí để cho người bệnh và người dân đến bệnh viện nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mình đối với vệ sinh cộng đồng. Việc các bệnh viện để nhà vệ sinh bẩn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường, trong đó nguy cơ nặng nhất là người bệnh, người nhà bệnh nhân, thậm chí cả y bác sĩ đều có thể lây nhiễm bệnh. Bệnh nhân bây giờ phải đi nằm bệnh viện để mong cho sức khỏe tăng lên, nhưng mà nằm ở bệnh viện lại tiếp xúc với cái môi trường ấy thì bệnh nhân có thể càng ngày càng tăng bệnh chứ không phải là khỏe bệnh. Rất khó để duy trì một nhà vệ sinh sạch sẽ, không mùi nếu như không có sự quan tâm từ phía các bệnh viện và đặc biệt là cả sự nâng cao ý thức của mỗi người dân trong giữ gìn vệ sinh chung. Tới đây, trong quá trình kiểm tra chấm điểm bệnh viện, Bộ Y tế sẽ coi tiêu chí nhà vệ sinh là tiêu chí đặc biệt quan trọng. Nếu nhà vệ sinh xếp loại thấp thì chất lượng bệnh viện cũng lại kém, đồng thời chú trọng cung cấp trang thiết bị nhà vệ sinh như giấy vệ sinh, nước, xà phòng. Tiếp tục bản tin với thông tin cầu thủ Văn Hậu, người con Thái Bình sang châu Âu thi đấu tại Áo, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Và hậu vệ cánh này cũng chính thức lên tiếng về kế hoạch xuất ngoại sắp tới. Thông tin Đoàn Văn Hậu được câu lạc bộ thuộc hạng đấu cao nhất của bóng đá Áo quan tâm đang trở thành tâm điểm của làng bóng đá Việt Nam những ngày qua. Nhiều thông tin cho biết mức giá chuyển nhượng của Văn Hậu được cho vào khoảng 1 triệu đô la Mỹ, khoảng 23 tỷ đồng tiền Việt. Lãnh đạo Hà Nội FC thống nhất chủ trương cho Văn Hậu sang thi đấu ở đội bóng giàu truyền thống của Áo theo dạng cho mượn có kèm điều khoản mua đứt. Được biết, những pha tắc bóng kiểu gạt lưỡi liềm, những cú vẩy má ngoài điều nghệ, rồi những tình huống xử lý chính xác chính là lý do khiến câu lạc bộ nước Áo muốn mượn hậu vệ quê Thái Bình, thậm chí mua đứt. Thưa quý vị và các bạn, khi lợi ích của người lao động gắn kết với lợi ích doanh nghiệp thì tình trạng đình công lãn công sẽ không xảy ra, lợi ích của người lao động gắn với sự phát triển của doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Hưng Hà. Sức khỏe công nhân có tốt thì hiệu suất công việc mới cao. Đây không phải là khẩu hiệu mà là hành động cụ thể đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Gloomy Carmen Việt Nam thực hiện. Với hơn 1.000 lao động, trong đó 3/4 là nữ, ngoài đảm bảo về môi trường làm việc an toàn, công ty còn thực hiện nhiều chế độ phúc lợi khác dành cho chị em, mà một trong số đó là hệ thống chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn. Ngoài những cái chế độ được ưu đãi, thì cái chế độ về chăm sóc sức khỏe là rất là được yên tâm. Thứ hai là chế độ thai sản là được các đội ngũ, các y bác sĩ nhiệt tình, rất là đảm bảo cho điều kiện cho công nhân. Mùa hè thì thời tiết rất là nóng nực, nhưng ở đây thì mọi người đã trang bị cho tất cả các hệ thống máy lạnh các thứ, khu làm việc rất là tốt. Xác định lấy người lao động làm trung tâm và để người lao động thực sự là đối tác quan trọng trong việc phối hợp cùng doanh nghiệp, tạo ra những giá trị lợi nhuận lớn thông qua chất lượng công việc. Nhiều doanh nghiệp đã tạo ra môi trường làm việc bình đẳng và chuyên nghiệp. Cùng với đó, chú trọng làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm lo từng bữa ăn, sức khỏe của công nhân. Nhà bếp hiện nay là đang hơn gần 1.400 lao động đang ăn trong nhà bếp. Thì cái vấn đề an toàn thực phẩm nó là hàng đầu.
các cái chứng chỉ của nhà cung cấp có đủ về an toàn thực phẩm, đủ điều kiện để chế biến thực phẩm không thì sẽ mới ký hợp đồng. Thế khi mang lương thực thực phẩm đến đây, hàng sáng ấy, là đến đây ấy, là có công đoàn các tổ kết hợp cùng với văn phòng xí nghiệp và nhà bếp đứng ra để cân đong đo đếm để xác nhận rằng cái lương thực phẩm đó không phải là lương thực thực phẩm để quá ngày. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa công nhân và chủ doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để phát huy được điều này, cần tiếng nói của các tổ chức công đoàn cơ sở với trách nhiệm là cầu nối quan trọng gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp. Chúng tôi đẩy mạnh cái công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở khối doanh nghiệp. Và trong tháng 6, chúng tôi đã phát triển được 2 công đoàn cơ sở và kết nạp được 400 đoàn viên. Các đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều thực hiện tốt cái an toàn vệ sinh lao động và môi trường lao động của người làm việc được cải thiện. Các tổ chức công đoàn cơ sở ở huyện Hưng Hà đang gắn kết được doanh nghiệp và người lao động trong một mục tiêu chung. Vì sự phát triển bền vững, người lao động và chủ doanh nghiệp cùng có lợi. Vì vậy mà phong trào sản xuất kinh doanh trong nhiều doanh nghiệp đang được đẩy mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.